Xin chào con. Thời tiết hôm nay tuyệt đẹp phải không nào? Vậy là sau những ngày mưa thì ngày nắng cũng đã lên. Và cô hôm nay đã có thể đi xung quanh khuôn viên của trường để ngắm nhìn. Thật biết ơn thiên nhiên khi đã cho chúng ta một thời tiết tuyệt đẹp như thế này. Và nói đến biết ơn, đó cũng là cụm từ mà cô nghe đến nhiều trong thời gian gần đây. Bởi tháng 11 là tháng của ngày lễ tri ân. Nhưng chúng ta đừng giới hạn sự biết ơn của mình trong một khoảng thời gian hay là một đối tượng nhất định, mà các con hãy biết ơn tới những điều dù nhỏ nhất mà chúng ta đang có, đang hiện hữu trong cuộc sống xung quanh. Giữa vô vàn những sự vật sự việc trong cuộc sống thì các con đã biết ơn những điều gì? Cuộc sống của chúng ta được hoàn thiện bởi nhiều mảnh ghép lớn nhỏ khác nhau và chúng ta cần phải biết ơn tất cả những điều đó. Hãy biết ơn cỏ cây hoa lá đã cho ta một môi trường trong lành để hít thở. Hãy biết ơn khi ta đang có một cơ thể khỏe mạnh để làm được những điều mình thích. Hãy biết ơn cha mẹ đã cho ta một cuộc sống đủ đầy và yêu thương ta vô điều kiện. Và hãy biết ơn thầy cô, bạn bè, bác lao công hay bác bảo vệ đã cho ta một môi trường học tập thật nhiều tri thức, nhiều niềm vui, an toàn và sạch sẽ. Các con biết không, khi mà chúng ta trân trọng những gì đang diễn ra trong cuộc sống thì mỗi ngày trôi qua sẽ là những ngày ý nghĩa. Khi chúng ta tập trung vào sự biết ơn thì sự tích cực sẽ luôn hiện hữu và nó sẽ giúp kết nối với thế giới xung quanh, với những mối quan hệ và với chính bản thân ta tốt hơn. Cô đã viết nhật ký cách đây một năm và việc này đã làm thay đổi suy nghĩ cũng như cuộc sống của cô. Thay vì tập trung vào những sự tiêu cực, sự thiếu sót của bản thân thì cô đã tìm được sự tích cực, tìm được niềm vui trong những điều diễn ra trong cuộc sống. Lưu trữ lại những điều biết ơn là chúng ta đang tích trữ nguồn năng lượng tích cực. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể duy trì được việc đó? Ví dụ với việc viết nhật ký biết ơn chẳng hạn. Các con hãy chọn cho mình một cuốn sổ yêu thích và để ở vị trí mà chúng ta dễ dàng nhìn thấy, như trên mặt bàn hoặc là trên giá sách. Sau đó, hãy chọn cho mình một vị trí thật yên tĩnh để có thể nhớ lại một ngày dài chúng ta đã làm những gì. Rồi hãy viết cho mình 3 điều mà chúng ta thấy biết ơn nhất. Có rất nhiều cách để chúng ta có thể lưu giữ được sự biết ơn. Các con có thể thử và tìm cho mình một cách phù hợp nhất. Chẳng hạn như chúng ta sẽ viết nhật ký, hoặc viết vào những mẩu giấy nhỏ và cất giữ trong hộp biết ơn. Hoặc chúng ta có thể quay video để bắt chọn từng khoảnh khắc biết ơn đó. Các con thấy đấy, việc lưu giữ lại lòng biết ơn là vô cùng đơn giản, phải không nào? Vậy nên, bằng sự sáng tạo của mình, hãy chọn cho mình một cách phù hợp nhất. Tình yêu thương và lòng biết ơn là chìa khóa mở ra cuộc sống hạnh phúc. Vậy nên, đừng chần chờ gì nữa. Hãy lưu giữ và bày tỏ lòng biết ơn của mình tới mọi vật, mọi việc và mọi người xung quanh nhé.